để giúp cho những anh em mới, những anh em mà chưa có được cái lợi nhuận trong thị trường. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Rebay. Thì như anh em đã biết thì bên mình đã cho ra mắt một cái nhóm tín hiệu. Thì đây chính là chia sẻ lại những cái kèo mà bên mình đã vào ở trên tài khoản thực tế. Để có mục đích như thế nào là để giúp cho những anh em mới, những anh em mà chưa có được cái lợi nhuận trong thị trường có thể dựa vào cái nhóm tín hiệu này để giao dịch và học hỏi thêm. Tại vì trong lúc mà bên mình giao dịch đó, thì bên mình cũng chia sẻ những cái lý do để vào lệnh như thế nào, thì qua đó có thể giúp cho anh em có thêm kiến thức. Còn đối với những cái anh em nào đã giao dịch lâu rồi, đã có kinh nghiệm rồi, thì cũng có thể tham gia vào nhóm tín hiệu bên mình để như thế nào, để bên mình giống như là một cái scan thị trường cho anh em. Có thể là anh em không thấy được, anh em không có theo dõi cái cặp này, nhưng mà cái cặp này nó có cái tín hiệu đẹp, và khi mình chia sẻ lên nó đúng với lại cái hệ thống của anh em, nhưng mà anh em không có thấy nó tại vì anh em bận những cái cặp khác, thì cũng có thể giúp cho anh em scan được và anh em cũng có thể vào lệnh được dựa trên những cái tín hiệu mình đưa ra. Rồi, thì hôm nay mình sẽ review lại cho anh em xem một cái lệnh mà bên mình đã chia sẻ trong nhóm tín hiệu, đó là lệnh UCAT, lệnh UCNF, và lệnh này cũng đạt được cái TP là R6. Rồi, chúng ta cùng xem là mình làm như thế nào ha. Ok anh em, thì đây chính là cái lệnh mà mình đã vào. Đây chính là cái thời điểm mà mình bắt đầu quan sát vào lệnh nè. Lệnh này á, thì mình vào theo kiểu limit. Thì lý do tại sao mình lại vào lệnh ở đây, thì đầu tiên mình nhìn qua khung D nè anh em. Khung D hiện tại là UCF nó đang chạm đến cái vùng đáy cũ của nó nè. Thì mình view là nó sẽ có một cái tăng hồi khi mà nó chạm đáy cũ. Rồi, thì cái điều kiện mà mình có thể mua được khi mà nó đang giảm như thế này là gì? Ít nhất nó phải tạo được cho mình một cái cấu trúc tăng hồi như thế này, thấy không? Một cấu trúc tăng hồi nè. Mình chưa nói là cấu trúc tăng chính nha, tại vì nếu như mà nó muốn đảo từ cấu trúc giảm sang tăng ở khung M15 á, thì nó phải phá vào cái đỉnh này, đúng không? Phá vào đỉnh này thì nó mới đảo cấu trúc. Thì hiện tại mình chỉ đang mua trong cấu trúc hồi. Thì anh em xác định nó là cấu trúc hồi để làm gì? Để chúng ta không có TP xa. Anh em đánh hồi á, đánh cấu trúc hồi á, thì TP không nên quá xa. Tại vì nó sẽ, mình không biết được lúc nào là cái sóng chính nó sẽ trở về. Anh em hiểu không? Rồi, thì đây mình đã có một cái cấu trúc tăng hồi rồi. Ở đây. Và cái lý do mà mình vào lệnh mua ở đây á, là do nó có một cái nhịp wedge stop loss ở chỗ này nè. Anh em thấy không? Trước khi nó phá đỉnh, nó đã wedge stop loss nè. Nghĩa là sao? Nghĩa là những cái anh em mà mua theo cấu trúc tăng hồi này ở đây nè, đã in stop loss rồi. Đó, in stop loss rồi. Tại vì sao? Tại vì có những trader họ xác định nè, ở chỗ này nè, là đã phá cấu trúc. Đã phá cấu trúc rồi. Đó. Đã phá cấu trúc rồi. Thì ở đây họ sẽ mua theo cấu trúc tăng hồi. Nhưng mà đối với mình, trong khung M15 nha, từ khung M15 trở lên thì mình xác định đó là nó phải break wide như thế này thì mới là boss, mới là phá cấu trúc. Thì do đó cấu trúc của mình đó là nó sẽ đi như vậy đó, hiểu không? Thì do đó mình mới thấy ở đây là có một cái nhịp wedge stop loss. Những anh em xác định cấu trúc theo cái kiểu này nè, đã dính SL rồi đó, thì ở đây một nhịp lấy thanh khoản, do đó ở đây nó không còn thanh khoản nữa, không còn stop loss nữa, thì khi nó về á, nó sẽ tiếp tục tăng lên. Rồi thì lúc đó mình đặt một cái lệnh buy. Vị trí buy của mình là 0.94319 và SL là 0.94239. Đó chính là vào lệnh của mình. RR của mình là R6.
Rồi chúng ta cùng xem giá chạy ha. Đó, lúc mà mình vào lệnh đó là tại vì đây là cái đỉnh của nó cho nên mình mới TP ở đây. Nó giá nó hồi về rồi. Nó chạm cái điểm vào lệnh của mình. Như mình nói là nó đã quét stop loss rồi đúng không anh em? Thì nó sẽ không quét nữa. Anh em thấy không? Nó chỉ vừa chạm tới đây thôi. Và nó tăng lên luôn. Và đạt tỷ lệ R6 cho cái lệnh này của mình. Đó, thì đó chính là cách mà mình view một cái thị trường để mình vào lệnh theo cấu trúc tăng hồi. Thì như anh em biết đó, thì cấu trúc tăng hồi hay là cấu trúc tăng chính hay là counter trend hay là roll trend gì đó thì chúng ta vẫn có cách giao dịch, miễn sao chúng ta biết được là thị trường nó đang cho chúng ta cái gì. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi video này và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha.